Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Tại điểm trực tuyến thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển và Nguyễn Ngọc Hà cùng tham dự. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 là trên 542.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ Tài chính, thì đến ngày 30 tháng 9, cả nước mới chỉ giải ngân khoảng 253.000 tỷ đồng, đạt trên 46%, giảm hơn 34.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng hợp lại có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn. Thủ tướng đề nghị xem xét lại rõ các giải pháp của những đơn vị này để kịp thời khen thưởng. Tuy vậy, vẫn còn 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương, 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã có 47 trên 52 địa phương hoàn thành kế hoạch được giao vốn thực hiện. Duy nhất có tỉnh Bạc Liêu chưa phân bổ, giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện. Để xúc tiến công tác giải ngân hiệu quả, Thủ tướng chỉ đạo phải tổ chức làm việc trực tiếp, các bộ ngành địa phương báo cáo trực tiếp, bớt các thủ tục hành chính giấy tờ.